Hello. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, năm 2021 là một năm đánh dấu những bước đột phá trong ngành thị trường tài chính cryptocurrency. Và tại Việt Nam thì luật pháp Việt Nam chưa chính thức công nhận crypto, nhưng luật pháp họ cũng không có chối bỏ cũng như là không có cấm các nhà đầu tư giao dịch mua bán crypto. Và tại thời điểm hiện tại, so với cách đây 2 năm trở về trước, thì việc mua bán crypto chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng như thế. Quý vị chỉ cần có tài khoản ở bất cứ một ngân hàng nào tại Việt Nam và quý vị có thể mua bán trao đổi crypto rất chi là đơn giản và thuận tiện. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đăng ký tài khoản và KYC trên cái ví VNDT. Quý vị lưu ý, cái ví VNDT nó khác với lại cái ví VNDC. Thì cả hai cái này nó đều là cái ví để lưu trữ crypto dành cho người Việt, cũng như là để mua bán crypto bằng Việt Nam đồng thông qua các ngân hàng tại Việt Nam. Rồi, thì quý vị sử dụng điện thoại smartphone, quý vị có thể vào CH Play hoặc là vào App Store để quý vị tải cái ứng dụng này về. Ở cái ô tìm kiếm, quý vị hãy đánh là VNDT. Ok, quý vị chỉ cần tải cái app này về và quý vị cài đặt. Còn ở đây, tôi đã tải về rồi, tôi sẽ chọn mở. Quý vị tải xong thì đây là cái giao diện khi quý vị mở lên. Quý vị chọn vào cái đăng ký ở cái ô hình vuông màu đỏ để tạo một cái tài khoản mới. Ở cái bước này, quý vị có thể đăng ký bằng email hoặc là số điện thoại đều có thể được. Còn sau đó, quý vị sẽ bổ sung sau. Ở cái ô thứ hai, quý vị hãy đánh đầy đủ họ tên, không dấu. Ô thứ ba, thứ tư, quý vị hãy nhập mật khẩu 2 lần. Mật khẩu 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ viết hoa, viết thường và những ký tự đặc biệt. Cái ô cuối cùng là giới thiệu, quý vị hãy nhập là Dương Ký. Quý vị nhập cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ nhận được 25.000 Việt Nam đồng. Rồi quý vị tích vào ô tôi đồng ý. Quý vị cũng có thể đọc các điều khoản và điều kiện. Rồi quý vị nhấp vào đăng ký. Ở cái ô này, quý vị hãy vuốt cái mũi tên từ bên trái sang bên phải để cho cái hình bên trên nó khớp với nhau, để xác nhận rằng quý vị không phải là một robot. Trường hợp quý vị đăng ký bằng email thì nó sẽ có một cái thông báo đến địa chỉ email của quý vị. Và quý vị hãy mở email lên để lấy cái mã xác nhận và nhập vào cái ô nhập mã xác nhận. Còn trường hợp quý vị đăng ký bằng số điện thoại thì quý vị hãy mở tin nhắn và lấy mã xác nhận và nhập vào cái ô nhập mã xác nhận. Ok, vậy là đã xong cái bước đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì quý vị sẽ trở lại cái giao diện đăng nhập. Quý vị chỉ việc nhập email hoặc số điện thoại mà quý vị đã đăng ký ở cái bước trước vào, rồi nhập mật khẩu và chọn đăng nhập. Quý vị đăng ký xong và quý vị đăng nhập, rồi quý vị xác nhận mã để đăng nhập, thì đây là cái giao diện ví VNDT. Quý vị chọn vào tài khoản ở phía bên dưới góc tay phải màn hình. Ở cái phần này, quý vị có thể cài đặt bảo mật này, cài đặt KYC. Và quan trọng hơn, quý vị
có thể vào cái phần hướng dẫn sử dụng. Trường hợp quý vị chưa thành thạo cái phần nào thì quý vị có thể vào cái phần hướng dẫn sử dụng này để quý vị đăng ký bảo mật này, rồi cài đặt 2FA, rồi liên kết với tài khoản ngân hàng Việt Nam, cũng như là cách để là mà giao dịch thanh toán mua bán crypto bằng Việt Nam đồng. Thì tất cả nó ở trong cái mục hướng dẫn sử dụng này. Và ở cái phần này tôi sẽ không đi sâu về, quý vị đã đăng ký xong rồi. Thì đây là một cái ví VNDT. Họ liên kết với rất nhiều các ngân hàng tại Việt Nam. Quý vị sử dụng cái ví này thì quý vị mua bán crypto bằng Việt Nam đồng nó rất chi là thuận tiện. Và sắp tới thì họ cũng sẽ có những cái sàn giao dịch ra riêng, cũng như là họ đã liên kết với Coin98 hoặc là Ngân Lượng hoặc là ví Vimo của bên MobiFone và rất nhiều. Rồi thì quý vị có thể tìm hiểu thêm, tất cả nó ở trong cái thông tin ở cái ví. Quý vị ai chưa có tài khoản bên cái ví VNDT thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã đường link mà tôi để bên dưới video này để có thể nhận được khuyến mại. Và chương trình khuyến mại thì có thể họ kết thúc bất cứ khi nào mà có không báo trước. Rồi và tôi xin kết thúc video tại đây.